Em xin chào tất cả quý anh chị các bạn. Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô được qua sử dụng. Và ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng giới thiệu báo giá tổng thể chi tiết những chiếc xe đang được bày bán tại showroom chúng em. Và tại điểm bây giờ thì khi dịch đã có chiều hướng quay trở lại và có chiều hướng xấu đi, thì có lẽ chúng ta khi di chuyển ra ngoài đường thì nên đeo khẩu trang, cũng như là không tụ tập đông người, cũng như là theo cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đưa ra thì không tụ tập quá 4 người và 5 người anh chị nhá. Thì các bác anh chị di chuyển theo em, hãy lựa chọn sớm một sản phẩm, dù là đắt hay là cao hay là thấp, thì nó sẽ là phương tiện để giúp chúng ta bảo vệ được sức khỏe, cũng như là bảo vệ chính sức khỏe của gia đình. Và ngày hôm nay thì em có rất nhiều những sản phẩm mới, cũng như là những cái sản phẩm này thực sự là chuẩn để các bác anh chị sử dụng trong cái dịp cuối năm. Thì em sẽ quay chi tiết tổng thể để các bác anh chị xem và cảm nhận cùng em. Bây giờ thì em xin mời anh chị là đi cùng em tham quan một vòng showroom đã, để chúng ta xem là những sản phẩm này có hữu dụng và đúng nhu cầu của chúng ta hay không. Và hiện tại bây giờ thì em có khá là nhiều những chiếc xe đến từ nhà sản xuất Mazda, những chiếc Mazda 3 và Mazda 6. Thì không biết anh chị đang cân nhắc hay lựa chọn những sản phẩm trong khuôn tiền bao nhiêu. Trước tiên em sẽ giới thiệu với anh chị là những chiếc xe sản xuất là đời thấp nhất và tiến dần lên những chiếc xe đời cao nhất để anh chị có thể lựa chọn được. Hôm nay thì em xin phép là sẽ đeo khẩu trang để giới thiệu các bác, nên là cái chất lượng âm thanh nó sẽ bị hạn chế một phần nào đó, thì anh chị cũng thông cảm cho em. Bên cạnh em đây là chiếc Mazda 6 phiên bản máy 2.0, sản xuất là 2015, xe đăng ký tên tư nhân, biển gốc thành phố anh chị nhá. Và với cái sản phẩm này thì nó rất phù hợp trong cái khuôn tiền trên dưới 65 triệu. Tại vì sao? Các bác anh chị lựa chọn được một chiếc xe phân khúc hạng D, nó rộng rãi hơn, không rằng gầm bệ, khoảng không gian bên trong nội thất nó được thoải mái, thì có lẽ gì nếu không quan ngại về vấn đề đời sâu thì anh chị hãy cân nhắc và cân đối cái sản phẩm này. Và với sản phẩm này thì hiện tại cửa hàng em đang giao bán với giá trị là 610 triệu đồng. Kế tiếp thì em có một cái sản phẩm mới vừa mới về thôi, trong những cái tông màu mà cũng rất nổi trội và được thịnh hành trong những năm mà 17, 18, 19 đó. Thì các bác đi một vòng quanh xe cùng em nào. Chiếc xe Mazda 6 phiên bản máy 2.0 Permian nhá. Sản phẩm này của em là bản 2.0 Permian, và anh chủ xe đã trang bị cũng như là đã có sự thay đổi về hình thức bên ngoài. Đôi khi các anh chị sẽ nhầm tưởng rằng là đây là cái sản phẩm 2.0 thường, nhưng mà với đây, cái sản phẩm này của em thì đây là chiếc xe 2.0 Permian nhá. Anh chủ xe đã lên một dàn lốp này, cộng đổi cái bộ mâm nó size nhỏ hơn so với cái bộ mâm thông số như mâm 19 inch ban đầu. Thì tổng thể nhìn qua thì cái lượng sơn zin nhá, còn lại trên chiếc xe thì gần đạt tuyệt đối. Chiếc xe này của em là đăng ký tên tư nhân, biển gốc thành phố, một chủ sử dụng từ đầu, chạy được 1.5 vạn km chị ạ. Full lịch sử bảo dưỡng nhá. Cái lịch sử bảo dưỡng của xe rất quan trọng, nó rất quan trọng. Tại vì sao là gì? Chúng ta có thể nắm rõ được là cái quy trình sử dụng của chiếc xe này từ người chủ cũ được chuẩn chỉ hay không, có đều đặn hay không. Và với cái sản phẩm này thì em đang giao bán ở cửa hàng với giá trị là 795 triệu đồng. Kế tiếp thì có sản phẩm cùng phân khúc hạng D với Mazda 6, đó là gì? Toyota Camry. Chiếc xe này của em là đời 2014. Nói đến Camry thì người ta hay nghĩ là gì? Một trong những cái sản phẩm mà có lẽ
anh chị cùng em cảm nhận và đánh giá tổng thể hình thức của xe. Thì cái chất lượng còn lại của chiếc xe nó ổn định. Nó ổn định anh chị nhá. Cực kỳ ổn định. Về nội thất của xe cũng như là hình thức bên trong khoang nội thất thì cực kỳ ok. Đó. Rồi ok. Với cái sản phẩm này thì hiện tại cửa hàng em đang giao bán với giá trị là 685 triệu đồng anh chị ạ. Và tiếp theo thì em có một chiếc xe Mazda 6 nữa để lên sóng, để quay chi tiết để các bác anh chị xem. Thì với cái sản phẩm này thì của em là đời 2018. Nhưng mà đây là bản cao cấp nhất của nhà xuất đưa ra thị trường. Một chiếc xe phiên bản máy 2.5, đăng ký tên tư nhân và biển gốc thành phố chị nhá. Cái tông màu này thì nó cực kỳ là ổn. Tại vì sao? Nó một trong những cái tông màu dễ sử dụng, màu trắng mà, trẻ trung. Và với cái kết cấu của nhà sản xuất đưa ra thị trường ấy, thì nó cực kỳ là lành. Cực kỳ là lành nhá. Các bác anh chị hãy cảm nhận một vòng quanh xe này. Chúng ta cùng xem về cái phần cụm đèn của xe. Nó có sự thay đổi so với bản 2.0. Với Mazda 6 thì hiện tại bây giờ em cũng khá là nhiều sản phẩm, khá là nhiều sản phẩm để có thể đáp ứng được nhu cầu quá trình sử dụng của chúng ta. Và với cái sản phẩm này thì hiện tại cửa hàng em đang giao bán với giá trị là 840 triệu đồng. Anh chị có thể xem này, Mazda 6 em không thiếu. Mazda 6 là những cái sản phẩm chủ đạo rồi và chuyên về gian hàng chúng em. Thì các bác anh chị có thể cảm nhận qua đây là tông màu xanh đen nhá, tông màu xanh đen. Thì với cái sản phẩm này của em là bản 2.0 thường. 2.0 thường thì anh chị hãy xem qua một vòng quanh xe này. Vì đây là cái sản phẩm của em mới về. Đây là sản phẩm của em mới về nhá. Những chiếc xe thật sự là ổn. Quá nhiều sự lựa chọn để anh chị có thể cân nhắc được. Thì có lẽ nhá, anh chị quan tâm sản phẩm nào thì có thể nhấc máy liên hệ với số điện thoại của em, cũng như alo cho em đi. Em sẽ gửi báo giá cụ thể, cũng như là anh chị có thể cân đối được xem chiếc xe nào phù hợp đúng nhu cầu và mục đích của chúng ta. Kế tiếp thì em có một số những cái sản phẩm khác nhá. Hôm nay em sẽ chủ đạo là giới thiệu những cái sản phẩm dễ lựa chọn để anh chị có thể cân nhắc qua. Một chiếc Altis sản xuất là 2017 bản 2.0 anh chị ạ. Với Altis thì mọi người cảm nhận như nào? Nó là đàn em của nó, là cái sản phẩm dưới của Camry, chạy ổn định, tiết kiệm và bền bỉ. Nói thế nào về những cái sản phẩm này thì có lẽ là chúng ta phải trải nghiệm lăn bánh thì nó được cảm nhận rõ nét nhất. Với chiếc xe này thì em đang giao bán tại cửa hàng với giá trị là 710 triệu đồng cho một chiếc xe sản xuất là 2017 bản 2.0. Đó. Thì hy vọng anh chị xem đánh giá tổng thể qua và chúng ta cùng nhìn nhận xem sản phẩm nào để sử dụng trong cái dịp cuối năm. Thì em mời anh chị cùng em vào trong không gian showroom. Hôm nay thì đang giới thiệu qua một chút thì gian hàng bị mất điện thì sẽ giảm cái tầm nhìn xuống dưới một chút thì các bạn chị thông cảm cho em. Cora Altis phiên bản máy 2.0 sản xuất là 2015 và chiếc 1.8 sản xuất là 2016. Thì hai cái sản phẩm này thì gần như là cạnh tranh nhau. Tại vì không phải cạnh tranh mà là giá trị ngang và tương đương như nhau nhá. Giá trị tương đương như nhau. Và hai sản phẩm này thì em để đồng hạng là 645 triệu đồng cho cả hai sản phẩm để các bác anh chị cùng cân nhắc được. Ngày hôm nay thì em chỉ giới thiệu chuyên về những cái sản phẩm đánh vào cái mục tiêu là gì? Bền bỉ. Đó. Thì các bác anh chị cân đối chúng ta cùng lựa chọn. Còn ngoài ra nhá, Mazda 3 này, Kia Cerato này, Elantra hay là Vios, em đều có cả. Thì cũng kính mong anh chị xem clip cân đối và có thể lựa chọn. Và có lẽ đây cả là clip cuối cùng để em có thể cập nhật và báo giá trong năm 2021 và chuẩn bị đón một cái mùa xuân, đón một cái Tết. Thì hy vọng anh chị sẽ lựa chọn hay là cùng cân đối. Và cũng một lời cảm ơn để gửi tới tất cả các anh chị, các bác đã ủng hộ em trong năm vừa qua. Và những chiếc xe đã
gửi tới tất cả các anh chị và đã xem và ủng hộ em trên kênh mua bán. Và một lời cảm ơn chân thành nhất để gửi tới tất cả các anh chị. Và hẹn gặp lại các ba anh chị ở trong những chương trình và những video sau.